Ok, chào anh em. Hôm nay là gửi cho anh em ít cây cần câu nha anh em. Thì đa phần những cây cần câu này sẽ là những cây cần ISO nhé, cần ISO, cần rút. Thì có những cây này mình sẽ thanh lý tầm khoảng 200 300 ha. Đó. Đó. Mấy cây này đa phần sẽ là những cần carbon nha anh em. Đó. Rồi, mình sẽ lên cụ thể từng cây cho anh em xem. Shop bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không lít ship lên á thì anh em cứ gửi về cho shop nhé. Rồi, cảm ơn anh em. Ok, rồi đi gửi cho anh em cây số 1. Thì cây số 1 thì gửi cho anh em là một cây ISO phân lớn nhá. Đó. Đây, cây này đọt số 4 dài 5m4 nha anh em. Đó, đọt số 4 dài 5m4. Và cây này là một cây carbon nhá, một cây carbon. Thì cây này nó bị mắc đầu bu nha anh em, bị mắc đầu bu. Phen thì còn đủ hết nhá. Đây, hai phen chạy của nó đây. Đó. Thì đây, về thì nó bị gãy ngay cái đầu bu này. Đây. Đó. Đọt đây carbon sẵn nhá. Đó. Đọt này về cho anh em nào hạ tay hoặc anh em có thể mua cái đầu bu khác gắn vô anh em coi bình thường nhá. Thì cây này nếu xét về anh em hạ tay thì cây này nó cứng ra tầm khoảng 4H nha anh em, 4H 5H. Đây coi carbon sẵn nhá. Rất là đẹp. Đó. Cây này 5m4 thì cho anh em về hạ về còn 4m5 không thôi 3m9 là ngon lành. Đó. Gút ra thì rất là thẳng nha anh em. Đó, phôi carbon sẵn. Anh em hạ từ lóng này thì ra tầm khoảng 3m9. Đó, ngon lành. Đây. Phôi carbon sẵn đẹp nhá. Phen là phen ISO phen lớn. Đó, phen ngon lành hết. Nó chỉ mắc cái đầu bu thôi. Đó. Nói chung là cây này mình bán xem với giá thanh lý luôn. 5m4 đọt số 4. Giá công khai cây số 1 giá là 700 đây này, 700 cộng ship. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 vẫn là một cây cần ISO. Đó. Thì cây này đọt số 5 nha anh em, đọt số 5 dài 5m4 luôn. Đó. Cho cây DX, cây này của Daiwa. Đó. Cây này chắc có Daiwa rồi. Bát Fuji, fan thì vẫn là fan Fuji. Cái gốc này nó bị dính băng keo nha anh em. Đó, dính băng keo. Đó. Thì cây này nó cũng gãy ngay cái đọt luôn. Đó. Đây, nó bị mắc cái đầu bu nè anh em. Đây. Cái dấu có đầu bu nè, thấy không? Nó mắc đầu bu, đọt còn rất là dài nha. Phôi là phôi vẫn là phôi carbon. Đọt cái này nếu xét về độ cứng thì đọt cái này ra tầm khoảng 5H nha anh em. Đọt ra tầm khoảng 5H. Đây, đó. Sẵn nha anh em. Đây, sẵn gần gút nha. Cho anh em nào về hạ tay nè. Đó, đây. Cái này thì nó bị dạng chóc nước sơn bóng nha, chứ không ảnh hưởng phôi đâu. Thì cần thì mình lên cho anh em thì bao cho anh em, bao giặt để nha. Đó. Cần thì sẵn găng gút nha nè. Đó. Cái này 5m4 thì cũng thích hợp về cho anh em nào thích về hạ còn 4m5 mà anh em hạ còn 5m4 thì cũng được. Đó. Mình thôi 3m9. Đó, tùy theo anh em thích anh em hạ. Gút ra thì rất là thẳng nha anh em. Đó, cần này gút ra thì rất là thẳng luôn. Đó. Rồi giá công khai cây số 2 giá là 600 đi nè, 600 cộng ship cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Đó, mấy cây này thanh lý nè. Cây số 3 là một cây cần carbon. Đó. Cây này coi. Cây này 3m6 nha nè. Cây này 3m6 đọt 1 đi 8. Đó. Bát cần là bát Fuji nè. Phen cần là phen Fuji, phen Fuji nhỏ nha. Phôi vẫn là phôi carbon. Đọt này nếu anh em về hạ tay thì nó cứng ra tầm khoảng 3H nha này, 3H 3 cự. Mà phen ISO này anh em để câu bình thường nhé. Đó. Cần thì còn mới. Đó. Không có xe xác gì nhiều hết. Đó. Gút ra tương đối thẳng nha anh em. Cây này gút ra thẳng. Ngon lên. Thì cái này giá công khai cây số ba giá là 300 nè. 300 cộng chiếc cây số 3. Đó, một cây ISO hàng carbon 300 cộng chiếc. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 thì một cây ISO đọt số 3 và 5m4. Đó. Cây này nặng là 290g nha anh em, nặng 290g, đọt là 1 đi 5. Phôi là phôi carbon. Tổng thể cần thì bát cần là bát Fuji. Phen cần là phen Fuji, cây này nguyên zin luôn. Đó.
Lọt số 3 5m4 thì cây này ra tầm khoảng 3h nha nè, 3h. Cây này đẹp rồi, phen phôi ok chuẩn chỉ như nè. Chuẩn chỉ hết, đẹp. Đó. Đây, đây có xây sát nè, đó. Thì cây này cây số 4 giá công khai 300 anh em, 300 cộng ship cây số 4 đó, một cây ISO hoàn chỉnh đọt số 3 và 5m4 giá 300 đó, giá thanh lý luôn. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 gửi cho anh em là một cây cần của hãng Ryobi. Đây, cây này vẫn là một cây carbon bát, là bát Fuji bát tải cao như này đó. Fan của cần sẽ là fan chip như này, fan Fuji chip nè, bộ fan này không muốn vô tiền này, foil foil carbon và cái này nó bị gãy đọt như này, đây đọt nó còn nhiêu đây, đó. Đây, đó. Đó. Nói chung thì cái này bán thanh lý, hồi hồi sẵn như này, đó. Đọt nó cũng còn tương đối ok, nó không quá ngắn đây, đọt nó còn khoảng hơn 2 gắn máy. Đọt là đọt đặt nha nè, anh em về có thể thay đọt được. Đó. Đây. Được cái nào cây này phen là phen xít nha, phen xít khôi sẵn đẹp. Đó. Anh em nào thích về hạ tay nè, anh thân em có đọt anh em lắp vào anh em câu. Cây này nhẹ nha nè, rút ra từng đo thẳng. Đó. Nhiều bi rồi, giá công khai cái số 5 giá là 200 nha nè, 200 cộng ship cái số 5 dài 5m3 đọt 1 ly. Tiếp theo cây số 6, cây số 6 gửi cho anh em vẫn một cây cần carbon bát bát Fuji, fan là fan Fuji luôn, fan là fan Fuji. Thì cái này dài một đọt là một đọt số 1 và 5m4 và cái này của hàng Goldfish. Đây, coi carbon. Cái này một cái ISO hoàn chỉnh nha nè, đủ fan hết nha, không lỗi. Coi là coi carbon. Đó. Đây, đọt ra đây. Đó. Coi bật sẵn như nè. Còn là cái này nó bị giục keo nè, anh em về dán lại nha. Đó. Nói chung là càng sao mình báo anh em vậy. Đây. Đó. Bên đây nè. Đó. Nói chung này ISO này mình bán giá này thì có chừng rẻ hơn giá lô nữa anh em. Anh em mua lô mà nếu là cần carbon thì họ sẽ tính cho anh em ra tầm khoảng 500 đến 400 rưỡi một cây. Đó. Cây này thì mình bán 300-400 thì ok rồi. Đó. Thì cái này nặng là 228g đọt 1 ly, giá công khai cái số 6 giá là 250k nha nè, 250k cộng ship cái số 6, một cây ISO hoàn chỉnh nha. Tiếp theo cái số 7, cái số 7 gửi cho anh em vẫn là một cây càng là Vincott, cây càng carbon nha nè. Đó. Cái này đọt số 2 dài là 4m5 nha nè, đọt số 2 dài 4m5. Cây này vẫn là một cây cần hoàn chỉnh luôn nha anh em, hoàn chỉnh, fan phôi ok. Đó, đọt nó đây. Đó. Đọt số 2 và 4m5 này thì nó rơi tầm khoảng 2h 3h nha anh em, 3h. Đó, 3h 3 cỡ nhá. Carbon nha anh em, phôi carbon nè, sẵn nè, đó. Đây. Sẵn nha nè, rút ra cũng tương đối thẳng nha, cái này rút ra cũng tương đối thẳng nha nè. Đó. Anh em về câu ISO và anh em có thể hạ tay cũng được, ngon lành. Đó. Nói chung thì mấy cây nào ISO hoàn chỉnh thì mình báo anh em hoàn chỉnh hết. Thì cái này nặng là 185g, đọt 1 ly 5, dài 4m5, giá công khai cây số 7 giá 300 nha nè, 300 cộng ship cây số 7.
Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 gửi cho anh em là một cây cần của hãng Ryobi. Đó. Cây này vẫn là cây ISO hoàn chỉnh nha anh em, hoàn chỉnh. Cây này đọt 1.5 x 5.3. Đó. Đọt 1.5 x 5.3. Đây. Phôi anh em, phôi carbon nha. Đọt long phụng phôi carbon. Đó. Sẵn nha. Ngon lành nè. Và cây này mình cũng dạng thanh lý luôn. Nói chung thì bán cái này mình dọn kho cho chóng nha anh em. Thì cây này dài 2m1, đọt bọc ly, nặng là dài là 5m3, đọt nặng là 210g, đọt 1 ly. Rồi giá hai cây số 8 giá 300 luôn nha anh em, 300 cộng tiếp cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 gửi cho anh em là cây cần của hãng Suzumi. Đây một cây Suzumi. Cái này dạng cần lăn xe nha nè, dạng cần lăn xe. Phôi vẫn là phôi carbon nha nè. Gần đầu buông nó bị chóc sơn như thế này. Bát Fuji, fan Fuji. Thì cái này dài 3m6, đọt 2 ly. Đó, cái anh em về câu lăn ngâm, câu lăn xe nha nè. Cái đầu cứng ra tầm khoảng 20-30 nhé. Câu cá chép cũng ngon lành nha nè, đọt như thế này. Nói chung thì anh em mua thì cố gắng liên hệ mình sẽ cố gắng chụp cận cảnh cho anh em xem cái cần. Cái này rút ra cũng ra thẳng nha. Đây, Suzumi. Thì cái này nặng là 230g, đọt 2 ly, giá cũng phải cái số 9, giá 900 luôn nha anh em. 900 cộng ship cái số 9. Quá ok, quá ngờ luôn. Tiếp theo cái số 10. Cái số 10 gửi cho anh em một cây cần Shimano Holiday Spin. Đây. Cây này 15 36 nha anh em. 15 36 một cây Shimano. Đây. Cây này bu của nó thì nó được dán keo lên nè. Đó. Dán cho dính thế này. Đó, anh em về có bu thay bu lại nha. Khoen thì thấy mình thấy sơ qua thì nó hoàn chỉnh hết. Đó, không nứt bể gì. Nói chung thì cần mình bán giá thành lý nha, anh em nào ưng coi được thì chốt. Phôi đi Shimano này thì nó vẫn là sẵn nha nè, phôi sẵn rất là đẹp nha. Này nó bị xước sát này, cái này bị xước sát nha. Cái này về câu bình thường nha anh em về câu ngâm có lăn xe ngon lành nha. Đó, câu cá chép cá trôi. Nói chung thì đảm bảo với anh em là phôi không dập không bể nha. Đó. Cây nào mắc đọt thì báo mắc đọt, cây nào lỗi cái gì báo cho anh em cái đó. Nhiều lúc mấy cây cần rút này nè, mấy cái phen này nó hay bị nứt đó anh em. Anh em có thì xí số giúp mình nha. Nói chung thì mình còn nhiều cần mình coi không hết. Cây này trước mắt là thấy hoàn chỉnh đó. Thì cây này dài 3m6, nặng là 224g, đọt 2.7, đọt cứng ra tầm khoảng 30-50. Giá công khai cây số 16, giá công khai cây số 10, giá 300 luôn nha nè, 300 cộng tiếp cây số 10. Tiếp theo cây 11. Cây 11 gửi cho anh em một cây bát, một cây carbon nha nè. Cây carbon 3m9, bát là bát hãng, phen là phen hãng. Đó. Đây, phen là phen Fuji nha nè, nó đóng chữ Fuji. Phôi là phôi carbon nè, đó, chẳng nha, đẹp như nè, phôi carbon. Ở đây nó bị đổ sơn một tí, lớp sơn bóng đó nha, phôi cũng còn rất là cứng nha nè. Cái này anh em về câu cá chép ngon lành, anh em có thể hạ tay thì cái này về hạ dạng săn hàng này, nó ra là khoảng 4H, 5H nha nè, đó. Trong thì mấy cái này thanh lý luôn. Thì cái này nặng là 294g, đọt 2.3, giá công khai cái số 11, giá 300 nha nè, 300 cộng ship cho 11. Tiếp theo 12.
12 gửi cho anh em một cây càng quạng Olympic nè, à, Olympic. À, cây này độc số 2, à, dài 5m4, một cây phôi vẫn là phôi carbon nè, à, rất là đẹp nhá, xúc sắc. Xúc sắc nè, đẹp phôi đẹp. Trong mấy cái này đẹp nhất mắt luôn. À, nhất mắt thì mình thanh lý thì vẫn thanh lý thôi. À, đây, đọt đó là dạng đọt đặc nha em, đọt đặc. Phôi carbon. À, sẵn rất là đẹp. Ngon lành nha anh em. Đó. Quá trời ok luôn. Đó. Cái này đẹp nha anh em, đẹp mê ly luôn. Đó. Rất là đẹp. Đó, anh em nào ưng chốt về cái này thì quá ok rồi. Đó. Rất là đẹp nha anh em, càng rất là đẹp. Đó, coi cái này đẹp. Một cái Olympic, hàng xem để em xem nội địa không ta. À, một cái Olympic nội địa luôn nha anh em. À. Đọt số 2 dành 5m4. Thì cái này nặng là 265g. Đọt 1 ly. Rồi, giá công khai cái số 12, giá là 350k nha anh em. À, 350k cái số 12. Tiếp theo cái số 13. Cái 13 gửi cho anh em một cây càng súp lở nha anh em, một cái súp lở nè. Đó, phôi phôi carbon nè. Đây. Rất là đẹp nha, phôi carbon. Đó, cái bát là bát Fuji. Fan là fan Fuji nha anh em, fan gập. Đây, đọc ở đây. Đó. Cái này anh em về câu ngâm câu lăng xê nha anh em. Đó, câu ngâm câu lăng xê ngon lành. Phôi sẵn nha. Đó. Sẵn rất là ok. Không có chê đâu được. Bán ngon lành luôn. À, cái này mình cũng thanh lý. Thì cái này nặng là 290g, đọt 2.3 và 3.6. Giá 13, giá là 400 anh em, 400 cộng ship cái 13. Tiếp theo cái 14. Cái 14 gửi cho anh em một cây càng quẳng là một cây lăng xê anh em, à, một cây lăng xê. Cái này vẫn là một cây càng carbon. Thì cái này dài 3m6 nha, cây dài 3m6. Cái này về cho anh em có lăng xê, câu ngâm. Đó. Anh em có thể câu luôn cũng được. Bán là bát Fuji FX7, fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji. Đó. Phôi càng sẽ là phôi carbon. Đây. Cái này tự cứng tương đối nha anh em. Cái này tương đối cứng nha. Cái này anh em về câu ngâm câu lua. À, săn hàng ngon lành. Cái này độ cứng thì mình đoán nó ra tầm khoảng 80 so với càng 2 khúc nha anh em. Sẵn nha anh em, câu sẵn. Này cũng sẵn. Ừ. Yeah, tương đối cứng. Đó. Ngon lành nha anh em. Thì cái này dài 3m6, nặng là 338g, 330g, đọt 2.3, giá công khai cây 14, giá là 400 luôn nha anh em, 400 cộng tiếp cây 14. Tiếp theo cây cuối cùng, cây 15. Cây 15 gửi cho anh em vẫn là một cây súp lở. Thì cái này đọt nó sẽ là 25, 39 nha anh em, 25, 39. Phen là phen Fuji, phen rập. Đó, coi nó đây. Ngon lành nha anh em. Bon nhá. Tổng thể ok, đẹp. Ngon lành. Thì cái này đọt 2.5 dài 3.9. Rồi, giá công khai cái 15, giá 300 nha anh em. 300 cộng ship cái 15. Rồi, đó tổng cộng 15 cái càng lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào có thể chốt để lên shop điện thoại shop tự động liên hệ với anh em nhé. Hoặc anh em có thể liên hệ với số điện thoại shop để góc này màn hình nha anh em. Đó. Rồi, cảm ơn anh em.